Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây bẩm sậm trà Phúc Kiến nha. Cây này nó đang cho mầm mới nha anh chị cô chú. Cho một cục đây nu nằng nha. Lá này lá caroga nha anh chị cô chú. Lá caroga. Quanh anh chị cô chú so lại thổ keo giúp em nha. Cây này nó cao tầm 18 tới 20 cm nha. Hàng mini địa bàn nha anh chị cô chú. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.